chào quý bạn và các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ unbox gói hàng, đó là bộ X-Men Galaxy và một con Wii KV ở lộn KAV. Chả biết có hay không nhưng mà. Ok, chúng ta sẽ mở hộp. Cái hộp có vẻ nhẹ mà dù nó rất là to. Còn gói rất là chắc chắn. Thì mình mua đơn hàng này với giá là 390 ngàn. Nên từ thế giới Rubik, nhưng mà kèm tiền ship nữa. Chỉ có 400 mấy chục ngàn thôi. Rẻ vậy, 400 mấy chục ngàn. Đây, thiệt man. Cả bộ này là cân luôn cả tiền. Nó không có Wii Cup rồi. Vâng, thế là không có Wii Cup, thôi cài nó đi. Đây về, unbox cho nó đẹp nào. Thì có thể là mình sẽ đặt Wii Cup phần sau. Con dao này thì mình mua hết 2 rubik. Cái này chơi đã nè. Bớp. Bây giờ tại đây in cái gì nó có băng keo đâu mà in. Ok, thì chúng ta sẽ mở tủ công luôn. Đây nguyên một bộ của nó, nhìn như là một hộp. Trời ơi. Wow. Đó, rồi, silly quá trời. Quá trời luôn. Wow. So, quá đã. Đây là loại megaminx thường sử dụng. Các bạn xem độ khách góc của nó. Quá là cầu. Vâng, quá là cầu. Hay là cuốn của âm chân kinh. Đây, dạ, bây giờ mình cái... sẽ cho các bạn xem. Cái này là bộ canvas. Giờ nó lòi lên. Nó lòi lên. Các bạn có thể thấy. Đây. À, thì ra là nó sẽ cho một vài cái tiles như vậy. Và các bạn có thể thấy là concave hay là lòi lên hay lõm xuống như bình thường gì đó. Cái này hình như là chỗ sau này. Đây là... Ôi! Tôi dán vô con... Ôi, bớt! Xem sao một cái đi, con cái đi nè, xem sao Aurora nè. Ôi, sẵn tiện thôi, bỏ đi. Sẵn tiện review xem sao Aurora luôn nè. Được, ông nội ơi, cái này có 4 cái hè, cái con dán. Đây, cái này chính là Kutcho. Gọi nhanh quá, sao nhanh quá, nguy hiểm luôn. Chào cha đang review X-Men Galaxy, cha đang review. Cái logo đâu nhờ? Thử. Cái logo đâu nhờ? Logo bố mày cái logo đi. Thôi, về nhà anh đi. Trời ơi, xấu lắm. Xấu cái gì mà giấu rồi, không kiếm được đâu. Giấu cái gì? Không giấu được đâu, không kiếm được đâu. À, tôi rất là thích. Vâng, thì bây giờ bạn giấu đâu? Cũng biết nè, hình như là trong quần xịp ấy. Đây, các bạn có thể thấy. Scoop show. Đậu trong miếng coi. Mày muốn xem sao tôi chơi. Ôi, nó đâu có trong tiết đâu mà lo. Trời ơi. Đây, các bạn có thể chặt thấy. Chặt chưa. Converse. Chặt chưa, giờ hay nè. Tại cái này nó cái sticker mà. Cho đi. Thôi. Bốn cái vô cái. Đây. Đi. Con cave nè, con của cái hang. Cà các bạn có thể thấy. Ha, con cave. Con cave ta dịch đâu phải cái hang đâu. Cái đậu. Rồi. Video đến đây là kết thúc. Bye bye!